bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Bảo My channel đây. Hôm nay mình sẽ chơi may quá xây nhà. Không phải xây nhà mà là trang trí nhà. Và nếu các bạn thích video này hãy cho mình một like, một share, một subscribe cho channel của mình. Và đừng quên nhấn cái chuông này nhận thông báo lên kênh nhé. Ok, bắt đầu thôi. Mình có kè mót rồi. Đây. Ồ, quên, mấy cái này đập đi. Ok. Đây, bếp đồ nè. Bếp, rồi ghế nè. Mà hình như không có bàn. Cái này mình dùng kè mót. Cái chuyện có tấm hủy tình vậy. Cái toilet mà mình chưa có xây toilet. Lúc sau mình sẽ xây toilet. Giờ là phòng khách trước đi. Mình cần ghế. Ghế. Là cái bên đây cái tượng hả bạn? Ôi ơi. Rồi, để suy nghĩ coi. Có cái đèn không cần, bỏ qua.
này rồi đi. Bên đây là nhà bếp, mình sẽ để nó là nhà bếp. Lại cái thứ gì nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy like, share, subscribe cho channel của mình. Đừng quên nhấn cái chuông này và thông báo cho kênh của mình nhé. Mình sẽ làm phần 2. Lần sau mình sẽ làm phần 2. Ok, bye bye mọi người.